Còn nghi ngờ chưa tin tưởng. Khi phía rơ này đã nguyện hiến dâng tất cả tấm lòng son sắc cho thầy. Mọi vất vả gian nguy con dần con sẽ qua lần dấp phàm. Thầy còn tiếng đón đêm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ ba lần nói với mọi người là chẳng quen biết ta. Nghe qua lời thầy con thấy già xót xa, bởi con theo thầy với tâm lòng trung chính. Lòng con tan nát, nhưng sợ quy quyền mà con phải lặng yên. Còn đây vẫn bên tai gà gái ba lần, lòng con đau xót bội phần. Thầy quay nhìn theo con thiết tha, con hỡi con nhớ chăng lời
có người thay trắng đổi đen, cũng bởi tâm tham sân quý tờ. Họ thẹn thay lời con thốt ra từ cửa miệng, đến lúc giang nguy con lại chối chúa ba lần. Trước ngày là đấng cứu chuộc đời con, mà đối với Chúa con là kẻ tội đồ. Hỡi con người trên khắp cả thế gian, hãy nhìn sự hối hận của ta mà sống sao cho phải.